Mình ở trong nhà nó không chơi, nó không chịu nổi tình thì nó đi ra ngoài trời. Nó bước vào ra mắt mình nhỉ. Đúng quất phát là phải ra mắt mình ngay. Ngược lại nghe sợ giờ là làm giá thì tôi chú muốn cho cưới hay sao.
Yeah.
Hãy